mình cùng bay. Phát sóng vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần. Xem trọn bộ duy nhất trên VN. Giờ mới dẫn xác về. Con Ngân đi vào thay quần áo rồi chuẩn bị rửa soạn đi. Còn mày, là lúc có khách đến đó. Nhớ là ăn nói phải chú ý đàng hoàng, thể hiện con nhà có ăn có học. À, chào giám đốc. Đồ đen. Mời giám đốc ngồi. Chờ con gái tôi chút á, tôi đi thay đồ. Tôi ra ngay nhá. Không vội. Hôm nay giám đốc tươi lắm. Chân cô sao rồi? Sướng. Tôi đá được vô cái xe của ông một cái là nó sướng hết cả người luôn á. Sao? Sắp thành người nhà với nhau rồi. Nên tôi chỉ muốn nhắc nhở cô rằng gân yếu thịt mềm thì đừng có tùy tiện ra ngoài với sắt thép. Không đến lúc đi đám cưới người ta lại bảo nhà gái có người vừa chống nạng vừa đi ăn cưới thì lại không hay ho gì. Ai nói là tôi thèm đi đám cưới? Hả? Tào lao. Chuẩn bị xong rồi nhỉ? Chúng ta đi thôi. Nấm ở nhà nhặt đậu nhé. Chúng tôi đi ăn tiệc đây. Ai thèm. Tụi bay đi đâu mà quần áo là lượt như vậy hả? Tụi con qua anh Hoàng học tiếng Anh đã. Dẹp ba mấy cái tiếng Anh tiếng U đi. Ba, không phải ba muốn gả con lấy chồng xa hả? Phải biết chút từ ngoại ngữ để đặng giao tiếp với người ta chứ. Hai, mắc cái gì hai lấy chồng xa? Ba đã nói dạy con chạy xe để con tự đi học tiếng Hoa rồi cơ mà. Thì con mà biết thêm chút tiếng Anh, người ta sẽ coi trọng con hơn. Đúng đó ba. Với lại biết đâu qua đó người ta sẽ dạy con làm ăn nữa. Mà thanh niên xóm mình còn trẻ lắm, tiền đồ còn phía trước, sau này chưa biết ai hơn ai đâu ba. Cái bọn thanh niên trong xóm này á, nếu không sớm trở thành côn đồ á, thì cũng chỉ là một cái bọn đầu óc ngu si, tứ chi dầu mỡ thôi. Ba nói vậy là có trường ra không ba? Cái hạng mày á, chỉ có mà đi đẩy xe bò thôi. Con là con ba á, con có đi móc cống cũng là ghen của ba luôn. Ghen chứ phải ghen. Ghen thì cũng vậy hết trơn. Hay là ba định nói con không phải là con của ba? Con không phải là ghen của ba hả? Mà anh Hoàng học giỏi vậy, viết báo lại hay, mai mốt kiểu gì anh Hoàng cũng thành công. Vậy hay ha. Thằng bé đó thì được đấy, nhưng mà phải chi ra cảnh nó đừng éo le thế thì cũng có thể châm trước cho qua. Này con, con đem bịch trái cây này á qua biếu bà xong nha. Công nhận bà xong có thằng cháu nội tốt ghê á. Dạy cho tụi con học tiếng Anh mấy tháng trời không mấy đồng nào hết trơn á. Không dám đâu. Người ta dạy qua khôi là lấy tiền công rồi đó. Nói linh tinh đó. Ăn nói lung tung người ta nghe được cười cho đó. Ủa chứ không phải hả?
Thử dạy bà Nhi mà không có chị là qua khôi coi, chắc chắn là lấy tiền từ lâu rồi. Dạy cái thứ mày mới phải lấy tiền á. Ngu còn không có ý chí. Học được mấy bữa nghỉ ngang, tốn biết bao nhiêu công sức của ảnh. Không dám đâu. Ổng dạy con trai, ổng không có hứng kiếm cớm nói vậy thôi á. Thôi mày ơi. Với lại cái xóm này, học xong không biết làm gì luôn. Nói nghe nè, mày biết mày nên làm gì không? Làm gì? Làm thinh. Đi chị hai, ở nhà làm thinh đi nha. Ê. Tự nhiên làm thinh. Nhân viên. Nhưng mà cái bụng mình không có làm thinh được. Cái con giặc này, mày làm cái gì thế này? Tôi đưa nó đi về đi. Trời đất ơi, xin lỗi cậu nha, con gái tôi nó sai quá. Xin lỗi anh, tôi. Anh cởi cái giùm cái áo tôi sẽ giặt rồi gửi lại anh. Về nhà nha, con đưa anh nhà con nghỉ đi. Không, chúc anh làm thế thì chúng tôi anh này lắm. Làm ơn anh cứ cởi cái áo. Xin lỗi cậu nhiều lắm. Trời ơi, biết. Đỡ nó vô giùm cô coi. Trời ơi. Đây, anh Tiện, anh cứ về trước đi, nhà em lo được. Dạ xin lỗi. Ôi, ông, ủa tự nhiên kêu người ta cởi áo ra giặt rồi giờ ông đi mất tiêu rồi lấy gì trả người ta được đây hả? Cái thằng cha này á, thế nào nó cũng quay lại. Mấy đứa này còn với cái thiệt tình. Quang ơi, sao vậy? Nữa. Sao khóc vậy con? Hả? Em uống nước. Trời đất ơi, uống nước thôi mà. Đây, có nước liền. Trời đất ơi, uống nước thôi mà. Này Tuân, đưa cho nó uống đi con. Cho nó miếng đá cho nó tỉnh. Rồi, cho nó uống đi. Quá trời, quá đất. Cái chuyện gì thì nói. Chùa. Chùa cho mau tỉnh. Đây. Giống hai con đười ươi không? Mẹ cho con cái chậu. Đây. Nè. Bỏ đi. Tao chịu hết nổi rồi. Bông hậu là cho nhẹ. Mày ăn xin quá, không được rồi. Thực dáng của bé thật là thanh mảnh. Ồ, rất đẹp phải không quý vị? Bà có sở hữu cho mình sô đo. Chúng tôi có sở hữu cho mình sô đo. Bài 2 là nặng 52kg. Đó, chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại phần chuyện áo tắm của cô nhé. Nó bận đồ có chút xíu vậy rồi mấy mốt lấy chồng sao trời. Thằng Tuân nó không có chịu vậy đâu. Mệt mệt quá. Tuân nó không chịu được, không có thằng khác. Trải qua các vòng loại thì chúng ta đã tìm được các thí sinh lọt vào top 5 phần thi ứng xử. Xin được mời thí sinh Phạm Thùy Minh. Và thí sinh tiếp theo là Nguyễn Thị Tuyết Lan. Và thí sinh cuối cùng Trương Điệp Ly. Tôi hiểu rồi. Vâng. Chủ tịch, có chuyện gì xảy ra vậy? Bộ tôi đang làm ảm lên với truyền thông bên Đài Loan. Bộ tôi có bổn ý ở Việt Nam để đổi ly dị và chia tài sản.
tôi phải về bên đó gặp để giải quyết. Việc ở đây, cậu quyết định nhé. Dạ vâng. Vâng, xin được chúc mừng Á hậu 2 Phạm Vân Quân. Thôi, đấy, tập trung, làm gì có giảm coi. Và xin được chúc mừng Tân Hoa hậu của chúng ta, Hoa hậu Phạm Thùy Ngân. Tôi biết rồi. Bà Ngân đã là gì mà Hoa hậu. Xin được chúc mừng Á hậu 1 Nguyễn Kiều Ngân. Con được cái Á hậu 1 à? Ừ, ba biết. Sao ba biết? Nãy giờ con kiếm ba quá trời, ba đi đâu vậy? Thì ba biết mà. Rồi, vậy là tốt rồi. Chúc mừng con. Hoa hậu đó ba. Vion, phiên bản toàn cầu. Miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.